Nhóm thanh thiếu niên này vừa bị các tổ cảnh sát giao thông công an thành phố Việt Trì phát hiện, ngăn chặn khi đang điều khiển xe lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm vào tối ngày 12 tháng 7. Một số phương tiện đã tháo biển số, cố tình che biển hoặc thay đổi kết cấu như độ pô, giảm sóc. Cháu với các bạn đi làm và về xong rồi các cháu với các bạn đi uống nước ạ. Cháu lai người sau không đội mũ cả, cháu lạng lách ạ, bốc đầu ạ. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 17 ạ. Thế cháu sử dụng xe này thì bố mẹ cháu có biết không? Bố mẹ cháu có, bố mẹ cháu mua cho cháu. Tối nay cháu với cả các bạn đi uống nước không ạ, đi lượn ở thành phố Việt Trì. Đi lạng lách đánh võng ạ. Mấy cả không đội mũ bảo hiểm. Hành vi của cháu đi như thế thì nó ảnh hưởng như nào đến người khác? Đây gây tai nạn giao thông ạ. Thế vì sao mà cháu vẫn thực hiện cái hành vi đó? Cháu muốn thử cảm giác mạnh ạ. Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đi xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại thành phố Việt Trì, khiến nhiều người bức xúc. Để chấn chỉnh hành vi này, những ngày qua, Công an thành phố Việt Trì đã tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chia thành nhiều tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng mặc thường phục đã kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời làm rõ chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Những cái hành vi này thì rất là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và cho chính cả người điều khiển phương tiện. Vậy nên chúng tôi đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình về các đối tượng, cung giờ cũng như là cách để làm sao tiếp cận, áp sát đối tượng, dừng phương tiện một cách an toàn cho người tham gia giao thông và chính là an toàn cho cả lực lượng tham gia tuần tra kiểm soát để xử lý các hành vi này. Cùng với những nỗ lực của lực lượng công an, cần có sự phối hợp tích cực từ phía gia đình, nhà trường trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến học sinh sinh viên. Các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ thời gian, phương tiện, không để các em sử dụng xe máy khi chưa đủ điều kiện. Từ đó hạn chế hành vi tụ tập tổ chức đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.